Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Bình an của Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Trong kinh Đức Cha Đa Minh, Cha Tổng Đại Diện An Tôn, kính thưa quý cha. Dịp dâng thánh lễ trong ngày thứ hai của kỳ tĩnh tâm linh mục đoàn giáo phận Phát Diệm, chúng ta cũng tưởng nhớ đến các đấng, các bậc, đặc biệt các giám mục, các linh mục đã dày công xây dựng giáo phận này, tận tâm phục vụ đoàn Thiên Chúa nơi đây. Từ các vị thừa sai ở buổi đầu đem hạt giống tin mừng gieo vãi trên mảnh đất này, đến các vị giám mục, linh mục gần gũi với thời đại của chúng ta, xin Chúa trả công và ân thưởng hạnh phúc nước trời cho các ngài. Xin cho chúng ta ngày hôm nay là những người được tiếp nhận di sản quý báu các ngài để lại, cũng luôn biết trân trọng, bảo tồn, phát huy để những giá trị đó ngày càng sinh nhiều hoa trái, góp phần phát triển giáo phận chúng ta như lòng Chúa mong ước. Với những tâm tình đó, giờ đây chúng ta cùng nhìn nhận tội lỗi để có tâm hồn xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Amen. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin đoái thương nhận lời chúng con khẩn cầu mà ban cho các giám mục và linh mục đã phục vụ giáo phận chúng con được ơn cứu độ. Xưa các ngài đã ra công rao giảng danh Thánh Chúa, nay xin cho các ngài được chung phần hoan lạc cùng các thánh trên trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con, người là Thiên Chúa hằng sống và hiền trị cùng Chúa trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Bài trích thứ Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Ê-phê-sô. Anh em thân mến, anh em đã nghe biết Thiên Chúa ban phát ân sủng để tôi mưu ích cho anh em.
Vì nhờ ơn mặc cải mà tôi biết được sự mầu nhiệm, như tôi vừa mới viết ra trong ít lời trên kia. Đọc những lời đó, anh em có thể nhận thức được sự am hiểu của tôi trong mầu nhiệm Đức Kitô. Mầu nhiệm đó chưa hề tỏ ra cho con cái loài người ở các thế hệ khác được biết, nhưng hiện nay đã được mặc khải cho các thánh tông đồ và các tiên tri của người trong thánh thần. Và nhờ tin mừng, các dân ngoại được nên đồng thừa tự, đồng một thân thể và đồng thông phần lời hứa của người trong Chúa Giêsu Kitô. Tôi đã được nên người phục vụ tin mừng đó do ân huệ Thiên Chúa đã ban cho tôi bằng cách thi thố sức mạnh của người. Tôi là kẻ hèn nhất trong các thánh, nhưng đã được ơn nàng là rao giảng cho dân ngoại những sự giàu có không thể thấu hiểu được của Đức Kitô và soi sáng cho mọi người biết cách thức phân phát mầu nhiệm đã được ẩn giấu từ muôn thuở trong Thiên Chúa đấng tạo thành vạn vật, khiến các chủ thần và quyền thần thiên quốc đều phải nhờ hội thánh mới biết được sự khôn ngoan muôn hình vạn trạng của Thiên Chúa, thể theo dự định từ trước muôn đời mà Ngài đã thi hành trong Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Trong Người, chúng ta được cậy trông và nhờ lòng tin vào Ngài, chúng ta mạnh dạn đến cùng Ngài. Đó là lời Chúa. Đây Thiên Chúa là đấng cứu chuộc tôi sẽ tin tưởng mà hành động không khiêm sợ. Vì Chúa là sức mạnh, là đấng tôi ngợi khen, Người sẽ trở nên cho tôi phần rồi. Hãy ca tụng Chúa và kêu cầu danh Người, hãy công bố cho các dân biết kỳ công của Chúa, hãy nhớ lại danh Chúa rất cao sang. Hãy ca tụng vì Người làm nên những việc kỳ diệu, hãy cao rao việc đó trên khắp hoàn cầu. Hỡi người cư ngụ tại Sion, hãy nhảy mừng ca hát vì đấng cao cả là đấng thánh Israel ở giữa ngươi. Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Các con hãy hiểu biết điều này, là nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, ắt sẽ tỉnh thức, không để nó đào ngạch nhà mình. Cho nên các con hãy sẵn sàng, vì giờ nào các con không ngờ thì Con Người sẽ đến. Phêrô thưa Người rằng: Lạy Thầy, Thầy nói dụ ngôn đó chỉ về chúng con hay về mọi người? Chúa phán: Vậy con nghĩ ai là người quản lý trung tín khôn ngoan mà chủ đã đặt lên coi sóc gia nhân mình để đến giờ phân phát phần lúa thóc cho họ? Phúc cho đầy tớ đó khi chủ về thấy nó đang làm như vậy. Thầy bảo thật các con, chủ sẽ đặt người đó trông coi tất cả gia sản mình.
Nhưng nếu đầy tớ ấy nghĩ trong lòng rằng chủ tôi về muộn nên đánh đập tớ trai tớ gái, ăn uống say sưa, chủ người đầy tớ ấy sẽ về vào ngày nó không ngờ, vào giờ nó không biết, chủ sẽ loại trừ nó và bắt nó chung số phận với những kẻ bất trung. Nhưng đầy tớ nào đã biết ý chủ mình mà không chuẩn bị sẵn sàng và không làm theo ý chủ thì sẽ bị đòn nhiều. Còn đầy tớ nào không biết ý chủ mình mà làm những sự đáng trừng phạt thì sẽ bị đòn ít hơn. Vì người ta đã ban cho ai nhiều thì sẽ đòi lại kẻ ấy nhiều. Vì đã giao phó cho ai nhiều thì sẽ đòi kẻ ấy nhiều hơn. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý đấng, tiếp nối với bài tin mừng ngày hôm qua, Chúa Giêsu đã đưa ra dụ ngôn người đầy tớ tỉnh thức, cũng như là người đầy tớ tỉnh thức để đề phòng biết cái ngày giờ chủ trở về. Và hôm nay Chúa nói đến ngay cả người chủ cũng phải tỉnh thức để có thể giữ được cái tài sản, cái gì mà mình đã sở hữu. Chúa muốn mời gọi những người môn đệ của Chúa luôn sẵn sàng và tỉnh thức. Chúa cảnh tỉnh một người môn đệ phải luôn sống trong cái sự trung thành với cái trách nhiệm, với cái bổn phận của mình được trao phó. Và cái lời cảnh tỉnh của Chúa cũng giúp cho chính những người môn đệ phải biết phản tỉnh để ý thức từng công việc mình làm, từng bổn phận mình phải thực hiện. Thánh Phêrô xem ra có vẻ rất nhạy bén với lời của Chúa khi Ngài nói qua cái dụ ngôn này. Cho nên Phêrô đã hỏi lại Chúa Giêsu rằng: Lạy Thầy, Thầy nói dụ ngôn ấy chỉ về chúng con hay là về mọi người? Phêrô dường như đã ý thức được lời Chúa giúp ông thức tỉnh, giúp ông rà soát lại con người và lương tâm của mình. Phải chăng Phêrô có tật giật mình vì câu hỏi của Phêrô? Nhưng dù sao cũng giúp ta thấy rõ hơn cái điều Chúa Giêsu muốn nói khi mà Chúa Giêsu cắt nghĩa cái dụ ngôn như là một lời gợi nhắc cho tất cả mọi người tin theo Ngài phải luôn tỉnh thức, phải luôn biết phản tỉnh với lời của Chúa mà người môn đệ vẫn nghe, vẫn đọc và thực hành. Phải chăng cách phản tỉnh ấy đó là cái sự nhạy bén của lương tâm? Và đây chính là thái độ của chúng ta mỗi ngày, khi chúng ta phải xét mình, phải kiểm điểm bản thân của chúng ta. Đây cũng là việc mà chúng ta phải làm trong một cái kỳ tĩnh tâm, phản tỉnh trước lời mời gọi nhắc nhở của Chúa về lòng trung thành, về bổn phận, về trách nhiệm mà Chúa đã trao phó cho chúng ta trong sứ vụ linh mục. Phớt lờ hay làm ngơ trước những lời dạy bảo, những lời nhắc nhở của bề trên, những góp ý của bạn bè hay là những phản ảnh của người khác, nó sẽ làm ta dần dần bị chai cứng, tê liệt và mất đi cái khả năng phản tỉnh, mất đi cái sự nhạy bén của chính lương tâm mình. Và cụ thể trong cách sống của đời sống linh mục chúng ta, trong cái cách giảng giải, trong cái cách chuẩn bị dâng thánh lễ, không biết chúng ta làm
có đúng, có tốt hay không. Nhiều khi cũng có những lời nhắc nhở, góp ý. Ta có cảm thấy nhạy bén để đón nhận hay không? Cái áo ta mặc, cái đồng hồ ta đeo, cái điện thoại ta dùng, đôi giày ta mang, chiếc xe ta chạy, nhiều khi nó có phù hợp với cái đời sống khó nghèo mà cái chức vụ linh mục đòi buộc hay không? Phớt lờ, giả lơ, bao biện, làm ngơ, tất cả nó sẽ làm cho chúng ta mất khả năng phản tịnh. Chúng ta là những người được Chúa chọn gọi, được đào tạo, được Chúa ban cho rất nhiều, được dạy dỗ cũng nhiều, được học hỏi cũng nhiều. Và hơn ai hết, linh mục là những người biết được ý Chúa hơn rất nhiều người. Cho nên chúng ta phải trả lễ trước mặt Chúa về chính cái đời sống của chúng ta, về những cái gì là ân ban mà chúng ta đã đón nhận được từ nơi Thiên Chúa. Thánh Teresa Avila cũng đã có một lời cảnh tỉnh. Nền hỏa ngục được lát bằng sọ của các linh mục. Những lời đó có lẽ cũng giúp cho chúng ta chú ý hơn, phản tỉnh chính con người của mình và tập cái cách để biết nhạy bén hơn trước những gì mà chúng ta đã nhận được từ nơi Thiên Chúa, từ nơi tha nhân, trước những gì mà chúng ta, trước cái cách sống trong đời sống và sứ vụ linh mục của chúng ta. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta luôn biết phản tỉnh, luôn biết nhạy bén để ý thức và sống đời sống sứ vụ linh mục của chúng ta mỗi ngày một tốt hơn trong những cố gắng để luôn được biến đổi theo đúng với thánh ý Chúa muốn nơi chúng ta.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận hy lễ. Chúng con dâng lên Chúa lễ vật này để tỏ lòng thần phục suy tôn và cầu cho các gia mục và linh mục của chúng con. Chính các ngài đã bao lần dâng lễ giữa cộng đoàn tín hữu chúng con, ước gì lễ tế này thanh hoa các ngài trọn vẹn. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa cùng anh em và ở cùng cha, hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Thần là chính ta. Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Người là ơn cứu độ của thế giới, là sự sống của con người và là sự sống lại của kẻ đã chết. Nhờ Người, đạo binh các thiên thần thờ lại uy linh Chúa, muôn đời hoan hỷ trước tôn nhan. Xin cho chúng con được đồng thanh với các ngài hân hoan tung hô rằng: Amen.
để kiến toàn hội thánh trong đức bên cùng với đức giáo hoàng Phanxicô, đức giám mục Phêrô chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin nhớ đến tôi tớ Chúa là các giám mục và linh mục đã phục vụ giáo phận chúng con mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho những kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho ê thấy được vào hương ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hương sư sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bàn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Nhờ người với người và trong người mà mọi thánh tử và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Theo thế thức người say, chúng ta giam nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện dành Cha ta sáng, đưa Cha chỉ định, ý Cha để đền dạy đất cũng như trên trời. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con. Chúa Giêsu Kitô Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con. Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiên trị muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh em. Amen.
Đây trên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian. Phúc cho ai được mời đến dự tiệc trên Thiên Chúa. Lạy Chúa,
Chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã bồi dưỡng chúng con nơi bàn tiệc thánh thể, xin cũng nhận lời chúng con cầu nguyện. Ước chi nhờ hiệu lực của lễ tế này, các giám mục và linh mục của chúng con được vui mừng hiến kiên nhan Thánh Chúa sau khi đã trung thành phụng sự Chúa trong giáo hội. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh em. Và ở cùng cha. Hãy chúc tụng danh Chúa. Từ bây giờ và cho đến muôn đời. Ơn phù trợ chúng ta ở nơi danh Chúa. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh em. Amen. Chúa Giêsu, con cảm tạ Chúa đã thương mình.